Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường nhánh của đường TX52 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ Hồng Liên. Lô đất của chúng ta có diện tích là chiều ngang là 4m và chiều sâu là 10m, thổ cư là 40m và được chủ chào bán với giá là 2 tỷ 2. Lô đất có hướng Tây phù hợp với những người mệnh Tây tứ trạch. Hiện tại thì đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 4m, nhưng trong tương lai đường này sẽ được mở lên 20m và lô đất của chúng ta sẽ giáp ra mặt tiền. Lúc đó giá trị bất động sản của ta chúng ta sẽ được nhân 2, nhân 3. Đường dự vốn 20m là nhà nước thể hiện trên sổ chứ Phúc không có nói dự đoán nha. Và đây là hình thực tế lô đất của chúng ta. Kế bên lô đất của chúng ta cũng được nhiều chủ đầu tư đón đầu mua để xây dựng nhà 2 tấm, 3 tấm rất là cao. Và khu này thì giấy phép xây dựng cho chúng ta xây 3 tầng. Lô đất của chúng ta thì nằm trong một con hẻm cục, nhưng tương lai toàn bộ phía trước sẽ là mặt tiền đường 20m. Lúc đó giá trị bất động sản sẽ lên rất là nhiều lần. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì cứ gọi điện thoại theo cho em theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và xem sổ. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Giá này chủ nói chỉ là bớt lọc thôi, không có bớt nhiều. Và đây là căn nhà 3 tầng kế bên lô đất của chúng ta, xây cũng đã gần hoàn thiện. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 10m, thổ cư là 40m2, pháp lý là sổ Hồng riêng và được chủ chào bán với giá là 2 tỷ 200 triệu đồng. Giá này chủ chỉ bớt lọc thôi. Hiện tại thì giá đất ở quận 12 trong những năm gần đây thì tăng rất là nhiều. Những lô đất có giá dưới 2 tỷ 500 thì bây giờ rất là hiếm. Đây có lẽ là một trong những lô đất hiếm còn sót lại có giá chỉ 2 tỷ 2 mà tương lai sẽ ra mặt tiền đường 20m. Thật sự lô đất này rất đáng để quý anh chị đầu tư hoặc mua nhà. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 200m là chúng ta sẽ tới đường chợ đường, ngã ba chợ đường, và chúng ta tiếp tục đi trên con đường này khoảng 3km là về tới Gò Vấp, và tiếp tục đi thêm khoảng 4km là về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và từ vị trí lô đất của chúng ta ra tới sân bay Tân Sơn Nhất chúng ta đi khoảng 7 đến 8km trong vòng khoảng 20 đến 30 phút, một vị trí rất là gần. Lô đất của chúng ta có giá rất là mềm, nằm ở một vị trí rất là chắc địa. Chắc địa là vì lô đất của chúng ta, phía trước lô đất của chúng ta có một con đường dự phóng, và phía kế bên con đường dự phóng là con sông Vàm Thật, rất là nhiều tôm và cá, tương lai rất là phát triển. Ngoài ra bên Phúc cũng nhận ký gửi nhà đất. Nếu quý anh chị muốn bán nhà vật đất thì cứ điện thoại trực tiếp cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình. Phúc sẽ lấy thông tin và tới quay đăng quảng cáo để quý anh chị nhanh bán được sản phẩm của mình. Còn quý anh chị muốn mua nhà vật đất thì cũng cứ nói yêu cầu của mình, Phúc sẽ tìm theo đúng sản phẩm cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video review lô đất 4x10 sổ Hồng Liên giá 2 tỷ 2 của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.